Rồi chào anh em, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HB Photoshop.com. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết và mình rất cảm ơn anh em đã bỏ thời gian để coi cái video này của mình. Đó là một cái coi như là một cái tutorial đầu năm. Cho nên là ở cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em một cái mẹo, đại khái là cũng có hơi hơi nhiều mẹo để chúng ta xác định được là một cái hình có khả năng là đã bị Photoshop hay không. Ha. Thì nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Ok ha, chúng ta vào video thôi. Ok thì trước tiên thì nếu được các bạn hãy like video này nhé, bởi vì không có lý do gì cả, gọi là ủng hộ mình thôi ha. Rồi ok, thì đầu tiên á là khi xác định một cái thực ra cái thời gian vừa rồi thì cái lý do mình làm vậy á là bởi vì thời gian cuối năm vừa rồi á là trên Facebook nó có biến, cho nên là anh em cũng thấy là có rất là nhiều những cái thông tin bao gồm hình ảnh, video tùm lum hết, và mình cảm thấy bởi vì mình là một người trong ngành cho nên là mình cảm thấy dư luận người ta dễ bị đong đưa và dễ bị kéo theo một cái câu chuyện xuất phát từ một cái hình ảnh mà người ta không cần không biết nguồn gốc nó là cái gì cả. Vậy thì với cái chức năng là một người gọi là mình cũng gọi là giữ được độ đó, cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái mẹo ha. Thì đầu tiên á là chúng ta sẽ cần phải xác định một chuyện á là với một cái hình mà xuất hiện ở trên mạng thì chúng ta phải ngay lập tức đặt câu hỏi là cái hình này nó có thực như vậy hay không, bởi vì anh em gặp rất là nhiều cái vấn đề như kiểu người ta tạo ra một cái câu chuyện bằng một cái bức hình, ví dụ như là hình một con cún nằm, một con chó mẹ nằm đó, rồi nhiều con chó con nó bú đến bú sữa kiểu thế, xong rồi tự nhiên thêm một câu caption là chó mẹ này đã bị đụng xe nhưng mà vẫn cố gắng lết về để cho đàn con được bú kiểu thế, thì anh em hiểu không, thì đó nó kiểu như thế. Thì đầu tiên á, bước đầu tiên là một cái hình thông thường nó xuất hiện ở trên Facebook thì chúng ta sẽ phải xác định coi là có thực tế là cái bức hình đó nó có nguồn gốc như thế nào hay là nó có thực tế như vậy không. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ phải sử dụng cái công cụ để mà chúng ta xác định cái nguồn gốc của bức ảnh đó ha. Đại khái á, là một bức ảnh có thể nó xuất phát từ nhiều cái vị trí ở trên trên Google, trên các trang báo chẳng hạn thế, cho nên là mình sẽ sử dụng một cái công cụ của Google ha. Ở trong Google này thì chúng ta sẽ sử dụng một công cụ là search bằng hình ảnh, bởi vì thường những cái dạng như thế này là những cái hình nằm ở trong các bài tin tức nhiều, cho nên là các bạn sẽ phải chọn tải cái ảnh lên. Thì đây ví dụ như là hình Kim Jong Un cầm cái đĩa mềm đi đó, thì mình xác định coi là cái ảnh này nó có thật hay không, hay là nó có nguồn gốc như thế nào đó kiểu thế. Thì anh em có thể thấy ngay lập tức ở đây hình tùm lum hình hết, để mình sẽ tìm kiếm cái ảnh tương tự đó, thì anh em có thể thấy là cái hình như cái hình này là bị chế rất là nhiều, cầm đủ thứ hết, cho nên là mình xác định được ngay là cái này không, cái này là giả, thì có thể đây là thật ha. Thì đó kiểu thế, có nghĩa là các bạn sử dụng cái hình, các bạn có thể lên trên Google Image các bạn search cái hình tương tự như vậy để chúng ta xác định coi là cái ảnh có nhiều cái ảnh đi lặp lại như vậy không, hoặc là cái hình mà chúng ta thấy ở trên báo á, thì nếu như nó xuất hiện ở nhiều cái đầu báo gọi là có uy tín, ví dụ như là những cái đầu báo nước ngoài Times, BBC, rồi những cái trang của Việt Nam VN Express, Tuổi Trẻ kiểu thế, thì chúng ta có thể tạm chấp nhận và tin tưởng được là cái hình đó lặp đi lặp lại nhiều và tất cả cái thông tin đó đều nói rằng cái bức hình đó là đúng, thì ok, nó là một hình chính xác ha. Rồi cái tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng tới công cụ là thứ nhất á, là xác định bằng lỗi của bức hình ha. Hồi nãy là chúng ta tìm cái nguồn rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ xác định bằng lỗi. Thì lỗi thì như thế nào? Thì đây mình sẽ tắt cái bức hình này đi ha. Rồi. Có một số cái dạng lỗi mà chúng ta dễ bị mắc sai lầm, cái người mà người ta chỉnh hình á thường hay mắc sai lầm. Đó là về cái depth of field này, DOF là cái độ sâu trường ảnh á. Và cái thứ hai là ánh sáng, và thứ ba là màu sắc. Thứ tư là độ nét ha. Nhưng trong đó thì chủ yếu á, mình cảm thấy dễ dính nhất á, là depth of field, là cái độ sâu trường ảnh và cái độ nét ha. Nó thường bị chênh lệch kiểu thế. Thì ở đây ví dụ như là mình nếu mà nói tới ghép ảnh ở trên Facebook thì các bạn biết ngay được một idol mà chúng ta đó, kiểu thế. Ông Huy Quần Hoa ha, Huy Quần Hoa, các bạn có thể search fanpage của ông thì sẽ thấy được rất là nhiều cái tác phẩm của ông làm. Thì thực tế á, với hình của Huy Quần Hoa thì nó một cái đẳng cấp gọi là, mình theo đánh giá của cá nhân mình nha, chùm. Thì đó kiểu thế. Thì làm sao xác định được cái lỗi ở trong này? Anh có thể thấy là cái bức hình này á,
Taylor Swift ngồi với Huy Quần Hoa, hoặc là Huy Quần Hoa ngồi với Taylor Swift, thì có một cái ánh sáng và cái độ nét rất là tuyệt vời. Anh có thể thấy cái phần hướng dưới góc sáng này, nó gần như là tương tự luôn, cũng một cái hướng sáng ở bên này vô, có nghĩa là ông căn chỉnh rất là ok rồi, nhưng mà vẫn có lỗi. Thì lỗi ở đây đó chính là cái dof, cái độ sâu trường ảnh. Đó là cái gì? Độ sâu trường ảnh á, có nghĩa là với một cái ống kính, các bạn chụp bằng máy ảnh, gọi là hay gọi là máy ảnh cơ đó, nhưng mà thực tế là máy ảnh DSLR hoặc là mirrorless chất lượng cao, thì với những cái ống kính nó có một cái khoảng khoảng lấy nét của từng cái lens, từng cái khẩu độ, từng cái tiêu cự một nó khác nhau, nhưng mà lúc nào cũng sẽ có ha, trừ khi lấy nét vô cực thôi, có nghĩa là nó là một cái kỹ thuật dùng trong ảnh ảnh phong cảnh ha, lấy nét vô cực, nhưng mà đa số nó sẽ có cái depth of field đó. Trong hình này cũng có, anh có thể thấy là Taylor Swift ngồi ở vị trí này á, thì cái phần thảm đi, dễ nhìn nhất là cái thảm ở dưới này đó, nó có cái độ nét, sau đó nó mờ dần ha, thì cái depth of field ở trong cái máy ảnh luôn 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 nha, nó sẽ song 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 với lại cái lens, có nghĩa là ảnh chụp như thế này đúng không, thì cái bạn tưởng tượng cái phong cảnh 3D giúp mình nha, cái depth of field nó sẽ thẳng, nó sẽ song song với cái hình của ông ta luôn. Thì ở đây có một cái vấn đề là cái, ví dụ như là cái điểm này đang nét đi, thì gióng qua, gióng ngang qua thì cái điểm tương xứng nó cũng sẽ mờ, nó cũng sẽ nét, còn nó mờ thì ở phía sau nó cũng sẽ mờ. Thì anh em có thể để ý ngay lập tức á, là ngay phía sau này nè, Taylor Swift này, cái vị trí thảm của bà nha, sau đó kéo lên chút xíu, thì ở cái vị trí tương đương này á, là ở đây nó bắt đầu cái thảm nó đã mờ dần rồi, nó bắt đầu mờ dần rồi, nhưng mà đi khi mà nó đi qua đây á, thì đột nhiên ông Huy ông vẫn rõ. Các bạn hiểu ý không? Tức là ông Huy ông đang ngồi ở ngoài cái khoảng đó, depth of field đó. Tất nhiên là nếu như là bình thường thì hầu như không ai phát hiện ra cả. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức ha, là nó có cái sai lệch về depth of field là như thế. Rồi, cái tiếp theo là cái sai lệch về cái độ nét ha, sai lệch về độ nét. Thì ví dụ như là hình Kim Jong Un cầm cái floppy disk, cái đĩa mềm đi, thì anh có thể thấy ngay là cái phần của Kim Jong Un á, thì với cái nét của cái đĩa mềm á, nó chênh lệch ha. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết chắc được là nó chênh lệch, bởi vì đại khái là mắt thường thôi. Hồi nãy là depth of field chúng ta nhìn rõ, bởi vì cái mờ thì nó mờ, mờ cái là mình biết liền thôi, nét là mình biết. Nhưng mà cái độ chênh lệch độ nét như thế này, cả hai cùng nét nhưng mà có cái mờ hơn chút xíu cái kia, thì làm sao chúng ta biết được đúng không? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái tool, tool này tool online, một cái website thôi. Anh em sẽ lên cái trang tên là photoforensics.com, photoforensics, đây cái tên của nó đây, photoforensics.com ha. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn một cái công cụ khá là hay, đó là phân tích cái độ sai lệch ha. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng hình của Kim Jong Un đi ha, mình sẽ upload file, mình kéo thả vô cái nút đó thôi, mình upload file, thì nó sẽ cho các bạn một cái công cụ là ELA, là nó sẽ phân tích cái độ sai lệch của những cái phần biên ha, nó sẽ phân tích cái độ biên, và nó cái nào mà cái độ biên nó càng khác biệt với những cái điểm khác á, thì nó sẽ càng có màu trắng. Thì đây anh em có thể thấy ngay là phần Kim Jong Un màu trắng chút xíu này, phía sau thì nó đều nhau, đều màu nhau thì nó màu đen rồi, màu trắng, sau đó tới cái floppy disk là trắng nhất. Thì anh em ngay lập tức mình sẽ nghi ngờ được một chuyện là cái hình cái thẻ này á, cái gì đó, cái đĩa mềm này á, là cái vật thể được ghép vào ha. Cái tiếp theo nữa là JPEG phần trăm. Thì đây ví dụ như là những cái hình mà chúng ta chụp nó khi các bạn up lên web á, hay là chúng ta xử lý bằng Photoshop á, khi mà bước chúng ta lưu hình ra luôn luôn nó có một cái bước gọi là nén hình đó, thì các bạn nén càng nhiều, bạn xử lý càng nhiều lần, nén càng nhiều thì cái phần trăm nó càng thấp, và ảnh càng thấp thì càng là ảnh mà chúng ta không có tin tưởng được ha. Ví dụ như là cái hình này 93% gọi là khá ổn, nhưng mà khi chúng ta xác định cái ERA này thì các bạn sẽ thấy ngay là nó kiểu như này, nó rõ ràng cái phần nét của cái này ra. Rồi, mình sẽ thử sử dụng một cái hình khác của Huy Quần Hoa, là cái hình ông chụp bên cái trực thăng Việt Nam này. Mình sẽ kéo vô, mình upload file. Thì ở đây các bạn sẽ xác định ngay. Đây, đó, anh em thấy không? Một cái là cái phần logo của ông thêm vô thì không nói làm gì rồi, logo nó sẽ có khác biệt. Nhưng mà người thêm vô, anh em nhìn mắt thường anh em thấy không? Không. Nhưng mà lên phần mềm nó sẽ thấy, đó, kiểu thế. Nhưng mà mình phải thú thực anh em, đây là một cái hình gọi là hiếm hoi của Huy Quần Hoa, và mình sử dụng công cụ Photo Forensics này á, mà mình phát hiện ra được là nó khác biệt như được. Còn lại thì đa số nó rất là giống nhau. Ví dụ như là cái hình ngồi Taylor Swift hồi nãy chẳng hạn vậy, anh em sẽ thấy là nó rất
rất rất rất là giống. Mình thử rồi, mình thử rồi, mình tìm hai cái và mình bắt đầu mình phát hiện ra là nó giống y chang như nhau luôn, anh em thấy không? À, mình vậy mình mới nói là trình độ của ông gọi là khủng là bởi vì vậy đó. À, ông xác định cái phần cái độ nét của cái hình gốc và cái hình mà ông đưa vào á, ông tăng lên thu nhỏ như nào đó để hai cái hình nó có cái độ cân bằng rất là tuyệt vời ha. Rồi còn cái thông số tiếp theo đó là cái metadata. Metadata là cái gì? Đó là một cái công cụ để nó xác định được là cái hình này á, chụp ngày nào, thông số như thế nào, đã xử lý bằng phần mềm gì ha. Tuy nhiên với những cái hình mà chúng ta chụp chụp xong, các bạn xử lý xong các bạn bỏ lên Facebook chẳng hạn vậy, mà chúng ta xác định bằng cách là bấm chuột phải lưu cái hình về thả vào đây thì những cái metadata nó sẽ xóa hết ha. Cho nên là ta cũng hơi khó xác định được là chúng ta sử dụng cái này, trừ khi các bạn sử dụng ảnh gốc. Ví dụ như là các bạn tổ chức một cái bức hình, tổ tổ chức một cái sự kiện về hình ảnh chẳng hạn vậy, thì anh em sẽ yêu cầu cái người tham gia sẽ phải đưa cho anh em cái hình gốc. Ví dụ như là hình hình phúc đi, ví dụ như là mình lấy một cái hình thôi, hình một cái hình nội thất mình mới đi chụp lần trước chẳng hạn vậy. Đâu rồi, mình sẽ lấy một cái hình JPEG đây. Ví dụ mình lấy hình này đi, mình thả vô đây, mình sẽ xác định thử coi metadata của cái hình này nó như thế nào ha. Cái hình này nó hơi lớn chút xíu cho nên là như này. Cái này EOA là chắc chắn là nó như nhau rồi, bởi vì mình không có chỉnh gì trong này cả. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy ngay thông số, cái gọi là cái thông tin này ha, chụp modify date là cái lúc lưu này, cái này là cái phần mềm mà mình đã sử dụng rồi này, chụp bằng 6D, xử lý ở trên Lightroom 9.0, rồi thường mình nhớ có cả ngày chụp ở đây đây đây, date original time này, đó là cái thời gian mà mình chụp cái tấm hình này đó. Thì em có thể thấy là cái thông số này nó lưu ngay ở trong cái metadata. Ví dụ như là anh em làm cái sự kiện về cuộc thi hình chẳng hạn, và em có thể sử dụng cái công cụ Photo Forensics này, nó khá là ok đúng không, nó đọc cái metadata. Nhưng có phần nhiều cái phần mềm cũng đọc được, ví dụ như là Photoshop cũng có một công cụ đọc được. Cho nên là chủ yếu cái Photo Forensics thì mình sẽ sử dụng cái ELA với lại cái JPEG phần trăm để mình xử lý. Trong đó mình chọn ELA là nhiều nhất. Thì đó là những cái cách để chúng ta xác định. Tất nhiên là với những cái người mà người ta làm chuyên nghiệp, ví dụ như là những cái người chuyên làm giám khảo những cái cuộc thi, thì người ta sẽ có cái cách gọi là nó phức tạp hơn, có những phần mềm phải trả phí kiểu thế, thì nó sẽ chi tiết hơn như thế này nữa, và có thể nó đọc được những thông tin ẩn kiểu thế ha. Thì đó là toàn bộ video này, mình hy vọng là mình đã chia sẻ được nhiều thứ cho anh em để xác định được là một cái bức hình nó đã bị Photoshop hay chưa. Tất nhiên nó hơi lan man và nó sẽ có một chút gì đó gọi là nó không có khẳng định được, bởi vì có nhiều người trình độ rất là cao thì sẽ hơi bị khó để chúng ta xác định. Cho nên là chỉ có một cách là yêu cầu người ta đưa ảnh gốc, và cuối cùng là yêu cầu người ta đưa ảnh raw mà thôi ha. Còn lại thì nếu người ta nói không có nữa thì thua. Đấy, toàn bộ video này, nếu như anh em thích, anh em có được gì đó từ video này thì hãy cho mình một like, cho mình comment là ở video sau anh em muốn mình làm về vấn đề gì, chia sẻ về cái vấn đề gì cho anh em nhé. Ok, bye bye anh em, đừng quên like, share, subscribe. Bye bye anh em, và chúc anh em một năm mới gọi là nhiều cái may mắn, nhiều cái bình an ha. Ok, bye bye.